Chào mừng anh chị đã đến kênh Bán Nhà Dưới Hà Nội. Nếu anh chị đang tìm mua một căn nhà Hà Nội có garage ô tô và thang máy, diện tích rộng, nhiều phòng ngủ, khu vực quận Hoàng Mai thì đây là lựa chọn tuyệt vời dành cho anh chị. Vì ngày hôm nay, em Phương xin giới thiệu với quý anh chị một căn nhà nằm tại đường Giáp Bát, quận Hoàng Mai. Căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 78m², được xây dựng 6 tầng với thiết kế 8 phòng ngủ vệ sinh khép kín, với giá đang được chào bán chỉ có 12,8 tỷ thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình căn nhà tuyệt vời này. Còn bây giờ, em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết về căn nhà riêng Hà Nội này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà riêng Hà Nội có garage ô tô và thang máy nằm tại phố Giáp Bát, quận Hoàng Mai mà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay. Căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 78m² với hướng chính đông và được xây dựng 6 tầng anh chị nhé, với 8 phòng ngủ. Nhà với mặt tiền của chúng ta là 4m. Căn nhà của chúng ta thì cách phố chính Giáp Bát của chúng ta thì chỉ khoảng 10m thôi. Đây, rất là gần. Ở đây thì các dòng từ xe từ vai ớt dở xuống thì vào nhà được thoải mái anh chị nhé. Lát nữa thì ở đây bác chủ nhà sẽ đánh con vai ớt vào đây. Rồi chúng ta sẽ loát lại mặt tiền một lần nữa rồi chúng ta sẽ đi tham quan chi tiết phía trong của căn nhà này. Đấy, với thiết kế mỗi tầng 2 phòng, thang máy ở giữa. Diện tích rất là rộng, gần 80m. Em sẽ zoom rộng lên một chút nhé. Hiện nay thì sẽ vào những công đoạn cuối cùng nữa. 1-2 hôm nữa thì có thể là giao nhà được luôn. Tầng 1 đây, khu vực bếp. Rồi chúng ta sẽ cùng lên tầng 2 nhé. Với thiết kế rất là nhiều phòng, sẽ phù hợp với anh chị nào mà có thể vừa kết hợp làm văn phòng hay kinh doanh online được, rất là ok. Đấy, hiện nay thì đang hoàn thiện nốt một số công đoạn nội thất. Nhà của chúng ta thì là một căn nhà hai mặt ngõ anh chị nhé, thoáng trước thoáng sau. Vệ sinh khép kín. Tủ để bên này hợp lý rồi. Phòng rất rộng luôn. Nói chung là tầm form diện tích gần 80m thì phòng của chúng ta muốn bé cũng không được. Nội thất đều mua rất là rộng. Đấy, tủ quần áo ở đây quá hợp lý luôn. Vệ sinh cực rộng rồi. Chúng ta sẽ qua thang máy lên tầng 3. Thang máy của chúng ta đủ lên 6 tầng luôn anh chị nhé. Thang máy 450kg cho 6 người, với mức giá đang được chào bán là 12 tỷ 800. Và các mức giá của các căn nhà Phương báo khi đang quay video thì sẽ còn thay đổi, có thể lên có thể xuống theo giá của thị trường cũng như giá chủ nhà mong muốn. Quý anh chị muốn biết giá thực tế ở thời điểm hiện tại anh chị xem thì hãy gọi điện thoại trực tiếp cho em Phương nhé, vì có thể lúc đó em Phương chưa kịp cập nhật lại giá. Lên trên này thì rộng rồi. Phía sau nhà chúng ta thì cũng có một cái ngõ khá là rộng, thoáng. Phía sau cũng đều ban công hết, nhà hai mặt tiền, cực kỳ ok luôn. Cửa gỗ. Từ nhà của chúng ta thì ra đến mặt đường phố Giải Phóng thì đâu đó cũng chỉ đôi trăm mét thôi. Cũng như là ra đến bến xe Giáp Bát thì cũng vậy. Đi lên khu bệnh viện Bạch Mai, Việt Pháp hay các trường đại học mà quanh khu vực này, kinh tế, rồi là Bách Khoa xây dựng thì sẽ thêm một chút nữa. Đấy, khoảng 700m thôi.
với 8 phòng ngủ. 8 phòng. 8 phòng rộng như thế này. Wow, mênh mông luôn. Tầng trên này thì cũng tương tự như tầng dưới thôi. À, em sẽ quay qua cho anh chị nhé. Ngõ gần, ô tô vào nhà. Còn đây là khu vực tầng 6. Phòng thờ sân phơi. Đây là khu vực sân phơi phía sau này. Chúng ta sẽ ra sân phơi phía trước nhé. Thang máy lên đến đây. Đấy. Phòng thờ ở đây. Wow, cực rộng luôn. Đấy, tòa Hòa Phát đây, Tân Mai. Đấy. Đấy, view đi ngay kia. Đấy, phố Kim Đồng này, rồi ra Giáp Bát rất là gần luôn. Đấy, một căn nhà diện tích rộng như thế này, 78m2, 6 tầng với 8 phòng ngủ, mức giá chỉ hơn 12 tỷ thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình căn nhà tuyệt vời. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo trên kênh.